Tội phạm lừa đảo ngày càng tinh vi, với trăm phương ngàn kế giăng ra lừa con bồ sập bẫy. Hết tin nhắn cuộc gọi giả danh, giờ thì gọi hẳn video để kết nối với nạn nhân. Trong trang phục của lực lượng chức năng, đối tượng tự tin yêu cầu nạn nhân làm theo mọi thứ, chủ đích là có được định danh tài khoản, sau đó chuyện gì đến cũng phải đến. Mới đây, chủ tài khoản Facebook đăng tải nội dung: em mới bị chị công an online để hỏi thăm với lý do có đăng ký một số điện thoại. Sau đó lên Facebook kêu gọi từ thiện, chế gọi điện để hỗ trợ online chuyển cuộc gọi cho em đi gặp tòa án. Em nghe công an xong, em sợ quá, nói gì em cũng gật. Dù việc này, lãnh đạo Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội cho biết, nếu trước đây các đối tượng giả dạng công an để lừa tiền trực tiếp hoặc gọi điện thoại mạo danh cơ quan chức năng, thì gần đây những người này yêu cầu nạn nhân làm theo để lấy video. Cơ quan khuyến cáo kẻ lừa đảo dùng thêm phần mềm hỗ trợ để có thể chuyển hình ảnh từ video call đến giới bước định danh. Sau khi tài khoản ngân hàng được kích hoạt, các đối tượng sử dụng để lừa đảo, nạn nhân sẽ không chứng minh được sự vô can của mình. Người dân cảnh giác, nếu phát hiện trường hợp lừa đảo cần báo ngay cho cơ quan chức năng. Theo thông báo từ các nhà mạng lớn của Việt Nam như Mobifone, Vinaphone, Viettel, ngày 15 tháng 4 tới đây sẽ khóa 2 chiều đối với những thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin. Trước đó, từ ngày 31 tháng 3, các nhà mạng khóa 1 chiều với những thuê bao chưa điều chỉnh thông tin theo quy định. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng mạo danh cơ quan chức năng dằn tràn gan lén một chiêu trò để lừa cư dân sập bẫy. Những sự việc sau đây là lời cảnh báo. Cũng như nhiều người, bà Nguyễn Thị Quyền, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam bức xúc về tình trạng cuộc gọi tin nhắn rác quanh thành với tần suất ngày càng dày đặc. Nhất là thời gian gần đây, nhiều cuộc gọi lạ chủ yếu liên quan đến việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Nó vừa gọi điện, nó bảo 2 tiếng nữa chị sẽ bị khóa cái số SIM này. Chị lên đây hỏi về nhà mạng Vinaphone thì người ta giải thích như nào? Thì người ta bảo không sao, máy của chị, chiến chủ của em trai chị không sao, không bị sao cả. Theo cơ quan chức năng, các đối tượng lừa đảo tự nhận mình là bên nhà mạng, gọi điện để cảnh báo nạn nhân về việc khóa SIM không chính chủ. Trường hợp bị hại cung cấp thông tin cá nhân sẽ bị kẻ gian thu thập và sử dụng vào những mục đích xấu khác. Là chỉ có tin nhắn của nhãn của Vinaphone và của tổng đài Vinaphone bằng những cái đầu số 0888 001091 và đầu số 0911 001091 là những cái đầu số đấy của chính nhà mạng Vinaphone mời khách hàng đến điểm giao dịch của Vinaphone cập nhật thông tin thuê bao, và cái thứ hai là trên cái app MyVNPT. Theo các nhà mạng, việc khóa liên lạc một chiều, hai chiều đều có lộ trình và thông báo, không có chuyện bị khóa ngay lập tức như các đối tượng thông báo tới chủ thuê bao. Để nhận được sự hỗ trợ, khách hàng có thể gọi tới tổng đài của các nhà mạng khi gặp những tình huống nghi ngờ, không tự ý truy cập vào đường link lạ. Và quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao hoàn toàn không có nội dung nào liên quan đến tài khoản ngân hàng, ví điện tử.